Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự thứ hai ngày 29 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, dự lễ khánh thành hai tuyến đường bộ cao tốc. Hợp luyện toàn khối diễu binh diễu hành lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thành phố tăng cường chống hạn hán cho lúa chiêm xuân. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua, tại tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, dự lễ khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt, đoạn từ Diễn Châu đến quốc lộ 46B. Đây là hai trong ba dự án cao tốc thành phần được đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP trong toàn hệ thống đường bộ cao tốc Bắc Nam. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận và điểm cầu tỉnh Nghệ An, chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo dài gần 78,5 km đi qua ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng do liên doanh tập đoàn Đèo Cả, công ty xây dựng Đèo Cả và công ty đầu tư xây dựng 194 đầu tư. Khi đi vào khai thác sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang còn khoảng 5 giờ đi ô tô thay vì mất 8 giờ nếu đi quốc lộ 1 như trước đây. Tuyến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt dài 50,5 km nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh do liên danh đầu tư với tổng số vốn hơn 11.000 tỷ đồng. Khi đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chỉ còn hơn 3 giờ đi ô tô. Với hai đoạn Diễn Châu Bãi Vọt và Cam Lâm Vĩnh Hảo có tổng chiều dài 129 km được đưa vào khai thác, đã nâng tổng chiều dài tuyến đường cao tốc đang khai thác lên 1.226 km trong số tổng chiều dài 2.064 km của tuyến cao tốc Bắc Nam từ tỉnh Lạng Sơn đến tỉnh Cà Mau. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ trân trọng cảm ơn tới tất cả cán bộ công nhân người lao động của các ban quản lý dự án, các doanh nghiệp, nhà thầu, đơn vị tư vấn, nhất là những người đang làm việc trên công trường các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, nhất là các dự án đường bộ cao tốc với tinh thần vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, làm việc 3 ca 4 kíp, xuyên lễ xuyên Tết, tất cả vì Tổ quốc thân yêu, vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì cuộc sống nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ là một trong 3 đột phá chiến lược được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Việc đưa vào khai thác dự án Cam Lâm Vĩnh Hảo và dự án Diễn Châu Bãi Vọt vào khai thác đưa tổng chiều dài các tuyến cao tốc trên cả nước đến nay đạt hơn 2.000 km. Tin tưởng với đà phát triển này, nước ta sẽ đạt mục tiêu có 5.000 km đường cao tốc vào năm 2030. Chỉ rõ 5 bài học kinh nghiệm quý trong công tác chỉ đạo điều hành. Thời gian tới, để phát huy tối đa hiệu quả của dự án này và các dự án cao tốc nói chung, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành địa phương tổ chức hướng dẫn vận hành, khai thác đảm bảo an toàn, hiệu quả các tuyến cao tốc, xây dựng kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh dự án theo quy mô quy hoạch trong tương lai, kiểm tra duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, bảo đảm an toàn trong khai thác, triển khai xây dựng đầy đủ các công trình tiện ích đi kèm như trạm dừng nghỉ, trạm cung cấp nhiên liệu. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải tập trung chỉ đạo hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án Diễn Châu Bãi Vọt, đủ điều kiện để tổ chức khánh thành vào dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển khai xây dựng ngay đường hầm núi Vung thứ hai trên tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo. Ngày hôm qua, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ các khối tham gia diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên sau khi di chuyển lên Điện Biên. Buổi hợp luyện bắt đầu bằng nghi lễ chào cờ, chương trình nghệ thuật, khối quân nhạc cử hành lễ, loạt pháo lễ đến khối máy bay trực thăng của quân chủng phòng không không quân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua khán đài, bắt đầu lễ diễu binh diễu hành.
đội hình diễu binh diễu hành theo thứ tự các khối Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và các khối khác. Động viên cán bộ các khối diễu binh diễu hành sau buổi hợp luyện, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các khối khắc phục khó khăn, chia sẻ với tỉnh Điện Biên về điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài khiến công tác tập luyện trở nên vất vả. Tuy nhiên, lễ kỷ niệm là sự kiện trọng đại của cả đất nước, cả dân tộc. Do đó, các thành viên tham gia lễ kỷ niệm cần phát huy hết tinh thần vượt khó, nhân lên niềm tự hào để biểu diễn thành công trong ngày đại lễ mùng 7 tháng 5 tới. Là loại cây ăn quả được đưa về trồng tại Sơn La từ những năm 2010, thế nhưng với điều kiện tự nhiên thích hợp, cùng kỹ thuật canh tác của người dân, trái thanh long đã trở thành một nông sản có chất lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Sơn La. Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, các địa phương trong tỉnh Sơn La đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, trong đó có cây thanh long. Hiện nay, tỉnh Sơn La có khoảng 300 hectare thanh long trồng tập trung chủ yếu tại các huyện Mai Sơn, Thuận Châu, Yên Châu và Mộc Châu, với sản lượng trung bình đạt 5.000 tấn mỗi năm. Hầu hết diện tích thanh long hiện có đang được các hợp tác xã, nông hộ canh tác theo quy trình Việt Gáp, định hướng hữu cơ. Do đó, sản phẩm thanh long đạt chất lượng, khẳng định được chất lượng uy tín trên thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài, như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga. Đây chính là động lực để Sơn La tiếp tục mở rộng diện tích trồng thanh long đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay. Từ đầu năm 2024 đến nay, nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng. Các hồ thủy lợi trên địa bàn thành phố Sơn La đang ở mức cạn kiệt. Để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La chi nhánh thành phố đã phối hợp với các địa phương trên địa bàn kiểm tra khoanh vùng những nơi có nguy cơ bị hạn hán, rà soát diện tích có khả năng thiếu nước để xây dựng phương án chống hạn. Xã Triềng Cọ có 42 hectare lúa chiêm xuân được gieo cấy chủ yếu ở bản Hùn và bản Hôm. Xã có hồ bản Muông điều tiết nước cho toàn bộ diện tích lúa của xã. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 28 tháng 4, do nắng hạn kéo dài, mực nước ở hồ bản Muông còn hơn 6 mét nữa là đến mực nước chết. Xã đã phối hợp với chi nhánh thủy lợi thành phố xây dựng lịch điều tiết nước cho phù hợp. Mặc dù đã xây dựng được các phương án và điều tiết nước phù hợp, nhưng tuy nhiên do thời tiết hạn hán kéo dài thì có khoảng 1/4 diện tích ở cuối nguồn là có nguy cơ thiếu nước. Và đến thời điểm hiện tại thì đã có hiện tượng là nứt nẻ ở các chân ruộng ở cuối nguồn. Thì giải pháp tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với chi nhánh thủy lợi điều tiết nước sao cho phù hợp hơn để dưỡng lúa. Hiện nay nhà tôi có gần 2.000 mét vuông ruộng cấy cấy thì lúc đầu thì có nước, bây giờ hạn hán nó không có nước đầy đủ cho ruộng. Mặc dù công ty thủy lợi cấp nước xuống cũng không đủ vì cái ruộng của tôi thì ở cuối, bây giờ ruộng khô héo khô nứt nẻ hết rồi. Giờ mong sao kìa cho công ty nhà nước quan tâm hơn nữa. Vụ chiêm xuân năm nay do nắng hạn nên nông dân xã Triềng Ngần chỉ gieo cấy được 13 trên 19 hectare. Ba hồ chứa để cung cấp nước tưới cho lúa của bản đã cạn kiệt. Các hộ dân trong bản đã tận dụng nguồn nước mó ta bó phát của bản, đầu tư hệ thống máy bơm để bơm cho ruộng lúa. Để tận dụng cái nước mó ta bó phát để phục vụ tưới tiêu cho cái tổng diện tích lúa ruộng hiện nay. Nhưng cái mó nước thì thực sự cũng chưa đảm bảo đáp ứng được cái nhu cầu. Hiện nay một số ruộng còn nứt nẻ rất là nhiều. Nếu mà không có trời mưa thì thực sự sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng thu của cây lúa. Xã Triềng Ngần có 131 hectare lúa, nhưng vụ chiêm xuân năm nay nông dân trong xã chỉ gieo cấy được trên 97 hectare. Diện tích còn lại, xã vận động nhân dân chuyển đổi sang trồng cây hoa màu khác có khả năng chịu hạn, đồng thời vận động nhân dân tiết kiệm nguồn nước để đảm bảo nước dưỡng cho cây lúa. Khuyến khích người dân là thực hiện các cái giải pháp là lắp các cái hệ thống tưới tiêu, các cái đường ống để tiết kiệm nước và các cái hệ thống tưới nhỏ giọt để sử dụng nước có hiệu quả và tiết kiệm. Đến thời điểm hiện tại, thành phố đã thực hiện các giải pháp điều tiết nước đảm bảo cấp nước cho diện tích lúa chiêm xuân đã gieo cấy là 414 hectare.
Diện tích có nguy cơ khả năng thiếu nước dưỡng lúa dẫn đến hạn hán là 81 hectare, trong đó gần 22 hectare có nguồn bơm vẫn đang tích cực thực hiện giải pháp bơm chống hạn, 59 hectare vận động nhân dân trồng cây màu. Được sự chỉ đạo trực tiếp của công ty thủy lợi của tỉnh thì là giao nhiệm vụ là điều tiết nước sao cho hợp lý, phù hợp với từng địa bàn. Ví dụ như xã Trường Cọ thì đã tưới luân phiên của cái hồ Bản Muông, thế còn các địa bàn xã khác thì hiện tại những cái hồ chứa thì nó không còn đủ khả năng để cấp nước nữa, thì cái nguồn nào, cái chỗ nào có nguồn bơm thì chi nhánh sẽ hỗ trợ làm cái kinh phí, tờ trình xin kinh phí bên công ty để hỗ trợ cho từng hộ dân, để từng bản có cái diện tích mà có thể dùng giải pháp bơm chống hạn. Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ hạn hán. Với sự chủ động triển khai các biện pháp phòng chống hạn, hy vọng bà con nông dân thành phố Sơn La sẽ có một vụ sản xuất đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhằm nâng cao kiến thức sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cho học sinh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh đã phối hợp với Công ty Điện lực Sơn La tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cho các em học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong năm nay, các buổi tuyên truyền tập trung vào các em học sinh ở lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở bằng hình thức tiết học ngoại khóa thi Dung Chuông Vàng, giúp các em học sinh dễ tiếp thu và hứng thú hơn, nắm rõ được những kiến thức cơ bản về tiết kiệm năng lượng và sử dụng điện hiệu quả, cũng như những lợi ích của việc tiết kiệm điện. Sau buổi hôm nay, em đã có những kiến thức thiết thực dành cho cuộc sống, và sau khi buổi tuyên truyền này, em sẽ dành những kiến thức đã học được để tiết kiệm năng lượng ở trong gia đình và ngoài xã hội, tuyên truyền những biện pháp tốt nhất để dành cho người dân áp dụng một cách hiệu quả. Và em sẽ áp dụng vào trong đời sống thiết thực của bản thân. Đến nay đã có hơn 2.000 học sinh tại các đơn vị trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền phát tờ rơi và sổ tay tiết kiệm năng lượng để giúp các em học sinh áp dụng vào đời sống sử dụng điện tiết kiệm trong nhà trường và tại chính gia đình. Hướng tới các em chính là những cái tuyên truyền viên nhí để sau những buổi tuyên truyền này sẽ có những kiến thức và cũng sẽ từ chính em sẽ là người tuyên truyền cho các bạn và đối với gia đình của các em để làm sao cho tiết kiệm năng lượng nói chung và tiết kiệm điện sẽ trở thành thói quen. Từ cái hành động tiết kiệm điện này thì cái hiệu quả đầu tiên đó chính là mang lại giảm cái chi phí về tiền điện cho chính gia đình các em. Ngoài ra thì nó sẽ mang lại ý nghĩa cho cộng đồng và giúp cho việc cung ứng điện của ngành điện được hiệu quả hơn. Trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục tuyên truyền rộng rãi hơn đến các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Không chỉ các em học sinh mà còn hướng đến người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hơn. Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ, qua đó đã tạo niềm tin cho người bệnh. Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên là bệnh viện tuyến huyện hạng 2. Hiện tại, bệnh viện có 18 khoa phòng, trong đó có 4 phòng chức năng, 12 khoa lâm sàng và 2 khoa cận lâm sàng với 250 cán bộ y bác sĩ. Xác định yếu tố con người giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Ban giám đốc bệnh viện đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y bác sĩ cả về trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Qua đó đã triển khai ứng dụng được nhiều kỹ thuật mới vào chẩn đoán và điều trị cho người bệnh, giúp bệnh nhân yên tâm khi đến khám và điều trị tại bệnh viện. Từ năm 2023 đến nay, bệnh viện đã khám chữa bệnh cho hơn 80.000 lượt người, trong đó có hơn 19.000 lượt người điều trị nội trú và hơn 60.000 lượt người điều trị ngoại trú, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, tạo được niềm tin yêu của nhân dân trên địa bàn. Ngày 28 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Phù, huyện Phú Yên đã tổ chức lễ ra mắt mô hình Ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa gây quỹ từ thiện với sự tham gia của gần 130 hội viên phụ nữ. Để mô hình hoạt động hiệu quả, sau khi ra mắt, 100% hội viên phụ nữ trên địa bàn sẽ vận động gia đình, người thân chủ động thu gom rác thải nhựa, giấy, vỏ lon, các loại rác thải có thể tái chế để bỏ vào ngôi nhà xanh. Số tiền thu được từ việc bán rác tái chế sẽ được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Phù sử dụng để gây quỹ giúp trẻ em nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Tính đến tháng 4 năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Yên đã chỉ đạo các hội phụ nữ cơ sở thành lập được tổng số 49 mô hình ngôi nhà xanh tại 27 xã thị trấn. Ngoài ra, để góp phần chung tay bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn còn duy trì hiệu quả 51 mô hình gia đình 503 sạch, một mô hình phụ nữ trồng cây lấy lá bảo vệ môi trường, hàng trăm các tuyến đường hoa, tuyến đường phụ nữ tự quản, góp phần chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với huyện Quỳnh Nhai và xã Mường Giàng tổ chức khởi công xây dựng công trình xóa nhà tạm cho hộ bà Hoàng Thị Ha, sinh năm 1964, ở bản Pá Uôn, xã Mường Giàng. Đây là hộ gia đình nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang ở cùng hai cháu nhỏ. Căn nhà cấp 4 được xây dựng kiên cố, mái lợp tôn, có diện tích khoảng 50m2 với tổng số tiền khoảng 100 triệu đồng. Số tiền này được vận động quyên góp từ lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh. Ngoài ra còn có sự đóng góp ủng hộ ngày công lao động của bà con nhân dân trong bản. Việc hỗ trợ người nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp mà còn giúp các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cải thiện điều kiện về nhà ở, yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài tới 5 ngày. Do vậy, để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng Cảnh sát Giao thông Sơn La đã huy động 100% lực lượng phương tiện, tuần tra kiểm soát kết hợp với tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông. Để giúp người dân di chuyển thuận tiện, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã phân công lập các tổ công tác tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trong ngày, tập trung xử lý nghiêm các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, sử dụng trái phép chất ma túy, vượt ẩu, chở quá khổ quá tải, đồng thời bố trí lực lượng sẵn sàng thực hiện điều tiết, phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt trong giờ cao điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đặc biệt là tuyến quốc lộ 6 có đông lưu lượng phương tiện đi qua. Trong ngày đầu nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh phát hiện và xử lý 97 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 34 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 40 trường hợp vi phạm về tốc độ, 3 trường hợp chở quá tải, 1 trường hợp quá khổ, tước giấy phép lái xe 20 trường hợp, tạm giữ 38 phương tiện, phạt trên 256 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông làm tốt nhiệm vụ dẫn đoàn, phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn các lực lượng phương tiện của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tham gia lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, di chuyển qua địa bàn tỉnh an toàn. Tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây trên địa bàn huyện Sông Mã, hoạt động buôn bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp. Để kiềm chế sự gia tăng của loại tội phạm này, huyện Sông Mã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Huyện Sông Mã có địa bàn rộng với 19 xã thị trấn, trong đó có 4 xã giáp danh với huyện Siềng Khọ và Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tình hình buôn bán nhỏ lẻ, vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn những năm trở lại đây có nhiều diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, huyện Sông Mã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác đấu tranh từ sớm từ xa đối với tội phạm về ma túy. Kết quả từ đầu năm đến nay, công an huyện đã bắt giữ 146 vụ, 189 đối tượng liên quan đến ma túy. Tăng vật thu giữ trên 7 kg heroin, gần 2 kg ketamine, trên 2 kg ma túy đá, hơn 87.000 viên hồng phiến và nhiều vật chứng liên quan khác. Thời gian tới, huyện Sông Mã tiếp tục triển khai công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy toàn diện, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.